một ngôi đền thờ được dựng ngay bên cạnh bức tường thành đổ. Còn lại những viên đá khổng lồ nằm ngổn ngang. Trong ngôi đền, một tảng đá với những dấu vết lạ, nhưng lại được người dân địa phương trân trọng thờ cúng. Những dấu vết đó được lưu truyền có liên quan đến quá trình xây thành nhà Hồ. Tại trung tâm khu thành cổ, còn lại một đôi rồng đá được điêu khắc khá tinh xảo. Điều lạ ở đây là cả đôi rồng đá này đều bị mất đầu. Có nhiều lý giải được đưa ra với tảng đá thiêng trong đền thờ và đôi rồng đá mất đầu. Song, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết. Thành nhà Hồ, công trình kiến trúc đá cổ, một kiệt tác thể hiện tài năng, trí tuệ siêu phàm của người Việt, chứa đựng bao nhiêu điều bí ẩn, xen kẽ những huyền tích. Đền thờ Nàng Bình Khương thuộc địa phận làng Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, gắn liền với lịch sử hình thành kinh đô triều Hồ và cũng chính là di sản văn hóa thế giới. Thành nhà Hồ đã được UNESCO vinh danh. Công cuộc rời đô cấp bách, thành nhà Hồ được xây dựng trong khoảng thời gian không tưởng với khối lượng công việc đồ sộ. Để xây dựng thành nhà Hồ, Hồ Quý Ly đã cho người đào đắp tới 80.000 mét khối đất, khai thác vận chuyển, lắp đặt từ 20.000 đến 25.000 mét khối đá phiến. Có những khối đá nặng tới 25 tấn ở mặt tường cổng Tây. Một công trình kiến trúc to lớn phải hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn và gấp gáp. Vì lúc đó, quân Minh đã lăm le xâm lược nước ta. Vì vậy, có vô số bí ẩn về quá trình xây dựng thành bị vùi sâu bên trong những đoạn tường đã mọc đầy cây bụi hay được chôn chặt dưới chân thành. Và những cuộc khảo cổ cho đến nay mới hé lộ phần nào những bí ẩn đó. Thế nhưng, vẫn có những bí ẩn đã trở thành giai thoại. Có một đoạn tường thành không hoàn chỉnh tồn tại hàng trăm năm qua, gắn liền với câu chuyện Nàng Bình Khương gieo mình vào đá để chết theo chồng, là một trong những bí ẩn có sức ám ảnh ghê gớm, đã vẽ lên một phần lịch sử kiến tạo tòa thành đá. Bà vợ của ông Trần Công Sinh, bà là Bình Khương, ông được giao trọng trách cho xây phía cửa thành Đông, bốn cung thành nhà vua, cửa đây là cửa Đông. Sau khi 3 tháng phải hoàn thành trách nhiệm, trong quá trình thi công có mạch nước ngầm, xây đô thành đổ đấy, tức là vua Hồ Quý Ly cho ông phản lại nhà Hồ, mang chôn sống ông. Bà là Bình Khương, một người vợ, người con gái chung thủy với chồng, đến thăm chồng, thấy chồng oan trái, đập đầu vào đá tự vẫn theo chồng. Bình Khương vỗ đá kêu oan, vết tay còn đó muôn ngàn đời sau, trăm năm bia đá vẫn còn, ngàn năm bia đá sắp son một lòng. So với 3 bức tường thành còn lại, tường thành phía đông có lẽ là bức tường thành còn giữ được tương đối nguyên vẹn hình dáng, cấu trúc, vật liệu, chiều cao. Suốt hơn 600 năm chơ gan cùng tuế nguyệt, đoạn tường này vẫn sừng sững như không chịu bất kỳ sự mài mòn nào của thời gian. Thế nhưng, có một đoạn tường thành ngắn dường như khác hẳn với chính thể kết cấu bức tường. Đây chính là đoạn tường oan nghiệt, nơi bắt đầu tấm bi kịch oan khuất. Truyền thuyết là như vậy, nhưng sự tôn kính của người dân địa phương với nàng Bình Khương lại là thực tế. Nhang khói trong đền chưa bao giờ nguội lạnh, và lòng tin của họ có cơ sở hơn khi ngôi đền được trùng tu. Năm 2009 thì trong quá trình tôn tạo bảo tồn di tích đền nàng Bình Khương thì chúng tôi đã phát hiện một bộ di cốt người tại khu vực
phía sau hậu cung của đền bà Bình Khương. Thì đây cũng là một bộ di cốt duy nhất chúng tôi phát hiện tại khu vực này. Thì hiện nay là chúng tôi cũng đã đưa lên theo nguyện vọng của bà con nhân dân, cũng như trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã đưa cái bộ hài cốt lên thờ tự tại khu vực hậu cung của đền nàng Bình Khương. Cái việc mà khẳng định cái di cốt là của nàng Bình Khương thì cũng cần có cái sự vào cuộc cũng như là sự nghiên cứu về lâu dài. Có thể truyền thuyết luôn gắn liền với một sự kiện lịch sử nào đó cũng thường thấy trong thực tế. Câu chuyện xây thành nhà Hồ cùng cái chết của vợ chồng nàng Bình Khương cũng không ngoại lệ. Và dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu văn hóa cũng có thể lý giải về sự liên hệ giữa truyền thuyết và sự kiện trong lịch sử này. Ở chuyện nàng Bình Khương tại thành nhà Hồ, nó là một tích lũy trùng phức các bi kịch khác nhau. Lớp thứ nhất đó là bi kịch của hai triều đại, bởi vì người chồng của Trần đại diện cho triều Trần, và người nghi ngờ thì chính là Hồ Quý Ly đại diện nhà Hồ, đó bi kịch của triều đại. Bi kịch thứ hai là bi kịch hiểu lầm cho một cá nhân là ông Trần Cống Sinh. Trần Cống Sinh hay Trần Cống Sĩ đấy, cũng đều là nho sĩ, người học nho mà ra. Thì ông là Cống Sinh thì ông mới được chỉ đạo một đoạn Trường Thành, ông có những đốc công của đoạn Trường Thành đó, bi kịch của cá nhân. Bi kịch thứ ba là bi kịch của người vợ thương chồng, đến với chồng và kêu không thấu, cho nên là biết chồng bị oan, uất hận mà đập đầu vào đá. Thế là bi kịch tình duyên, bi kịch cá nhân, rồi bi kịch của hai triều đại được nhân dân nhận thức và đưa vào. Và chúng ta biết cái cốt lõi của bi kịch là nó tẩy rửa tâm hồn ta, nó thanh lọc tâm hồn ta, để từ những cái niềm đau thương đó tâm hồn ta được trong sạch lên và chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp. Tại khu vực trung tâm thành nhà Hồ hiện còn tồn tại một đôi rồng đá. Đây là một chứng cứ quý giá còn lại trong nội thành thành nhà Hồ. Đôi rồng này có chiều dài 3,8 mét, là đôi tượng rồng lớn nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam được phát hiện. Đôi rồng được chạm khắc tinh xảo bằng đá xanh nguyên khối, thân thon nhỏ dần về phía đuôi, uốn 7 khúc, có vảy phủ kín thân. Rồng có 4 chi, mỗi chi có 3 móng. Các khoảng trống dưới bụng và ô tam giác ghép thành bậc đều được chạm hoa cúc và móc hoa lượn mềm tỉ mỉ. Đây là loại rồng chạm khắc trên thềm bậc của các cung điện như hiện thấy ở Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, Chính Điện Lam Kinh, Thanh Hóa. Nhưng do khi dựng lại thành bậc này không đúng độ dốc, nên đôi rồng trong tư thế bò từ trên xuống hiện tại gần như là nằm ngang. Cả hai thành bậc đều là đá nguyên khối. Phía trên chạm khắc tượng rồng tròn, phía dưới chạm khắc các ô tam giác ghép thành bậc. Trong lịch sử, mỗi vương triều nhà nước phong kiến Việt Nam đều có con rồng là biểu trưng. Rồng thời Lý, rồng thời Trần, rồng thời Lê đều có cách nhận biết riêng, và rồng nhà Hồ cũng vậy. Nghiên cứu về hình thái đôi rồng, các nhà nghiên cứu đã đưa ra những giả thuyết lý giải sự tồn tại của đôi rồng này. Là chính các cái chuyên gia nghiên cứu về cái đôi rồng này đấy, trước đây thì họ không để ý lắm, cho nên là họ cũng cứ nói là đây là đôi rồng nhà Trần. Và nói là rồng Trần thì Hồ Quý Ly nói thế chứ cũng là thuộc thời kỳ nhà Trần. Tức là ở cuối thế kỷ thứ 14 mà. Thì bảo là năm 1397. Tôi nói là con rồng này đấy làm ngay trong năm 1397 thì chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Thế còn làm sau đó thì cũng không nữa. Vâng ạ. Thế và trước đó đấy thì một đấy là các vị đã xác định nó là rồng Trần rồi. Nhưng mà cụ thể nó là cái rồng Trần thời kỳ nào? Thì gần đây đấy nhiều cái chuyên gia đấy nghiên cứu rất là kỹ về các cái họa tiết trang trí,
vảy rồng, rồi móng rồng, rồi các cái hoa văn trang trí, các thứ như vậy, thì họ đều khẳng định rằng ấy, đây là con rồng hoàng gia. Đấy, con rồng đấy là nằm trong cung vua mà đấy, được tạo tác là cái sản phẩm của thế kỷ thứ 13, tức là của đầu thời kỳ nhà Trần. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi, để có nguyên vật liệu xây thành, Hồ Quý Ly đã cho dỡ gạch ngói, gỗ lớn ở các cung điện Thụy Trương, Thiên An, giao hết cho các châu Từ Liêm và Nam Sách trở tới kinh đô mới. Như vậy, để cấp tốc xây thành, nhiều công trình đã được dỡ và chuyển đến để xây thành Tây Đô. Vậy đôi rồng được chế tác tại địa phương, nơi xây thành hay từ nơi khác? Tôi tin rằng đã dỡ cái điện Thiên An, đấy, đã dỡ cái điện Thiên An, đấy, thì phải nói rằng là cái đôi rồng đá ở trước điện Thiên An thì phải nói là sử chép rất là rõ là từ cái thời cụ Lý Thái Tổ là cũng đã có cái sân gọi là cái sân Long Trì, tức là thềm rồng, vâng ạ. Không biết lúc đó đã có rồng đá hay chưa thì chưa biết. Thế nhưng mà đến sau này đấy thì vẫn giữ cái tên cái sân Long Trì, cái thềm rồng như vậy. Đấy. Và đến thời Lê đấy, Lê Thánh Tông ấy, thì là có vẫn giữ cái đó và có làm lại cái, có làm cái đôi rồng đá mà chúng ta biết hiện nay. Đấy, biết hiện nay. Thế thì như vậy tức là sang thời Lê đấy thì không còn cái đôi rồng đá này nữa. Không có đôi rồng đá nữa, thì mới làm cái mới như vậy. Mới làm cái mới như vậy. Đấy. Thế thì trước đó đấy, tôi nghĩ rằng là cái đôi rồng đá này đấy, đấy, là đã được đưa đấy, từ cái điện Thiên An của nhà Trần ấy, là đưa vào trong cái thành nhà Hồ. Nhưng việc đôi rồng đá bị mất đầu cũng là nguyên nhân có nhiều lời đồn thổi lan truyền trong dân gian. Dân gian thì cứ nói rằng là bảo là rồng đấy là nó phun lửa vào trong cái làng gì đó Tây Giai, xong là dân thì là ra là phá cái đầu đi. Tôi nói là đấy là câu chuyện dân gian, nói cho nó vui thôi. Ta không phải thế, dân không bao giờ phá cái đó cả. Điều đặc biệt ở đây là đôi rồng đá không còn nguyên vẹn mà bị mất đầu. Xung quanh việc này vẫn còn là bí ẩn. Dân gian có truyền tụng khá nhiều câu chuyện. Còn các nhà nghiên cứu lý giải như thế nào về việc này? Ta nhớ rằng ấy, là sau khi mà Hồ Quý Ly chuyển kinh đô về thành nhà Hồ đấy, chỉ được mấy năm thôi, thì lúc đấy là quân binh ấy là xâm lược nước ta. Và năm 1407 ấy, thì là ấy, Hồ Quý Ly thậm chí là không giữ được thành nhà Hồ. Cho nên ấy, việc có một cái đôi rồng biểu tượng của quyền uy của đất nước, của nhà Trần và sau đó là nhà Hồ, vâng ạ, còn sừng sững ở cái trong cái thành Tây Đô, tôi nghĩ rằng đây là tôi đoán thôi, là quân Minh ấy đã phá cái đầu con rồng, cái đấy nó là biểu tượng quyền lực đấy. Chứ còn cái khác thì nó không hay đâu, nhưng mà cái đầu rồng ấy là nó thể hiện là cái quyền uy của cái vương triều, cũng là cái quyền uy của đất nước. Trong quá trình khai quật cũng như sưu tầm, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ cũng đã phát hiện một số con vật khác bị mất đầu như con nghê đá. Trên thực tế, từ vị trí phát hiện đôi rồng đá, những bí ẩn khác lại dần hé lộ khi các cuộc khảo cổ được tiến hành. Mặc dù không toàn vẹn, nhưng đôi rồng đá cũng chính là cơ sở để các nhà khảo cổ học nhận định về những công trình trong thành nhà Hồ đã từng tồn tại.